Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của mình. Video này mình sẽ làm là video hướng dẫn cho tất cả các bạn cách tô màu. Nếu các bạn thấy video hay và ý nghĩa, hãy cho mình xin được like và đăng ký kênh. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Tiếp tục tô màu nhé các bạn. Mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn xỏ vò và bóng. Hôm nay của mình sẽ là kẹo ổi. Bây giờ mình bắt đầu làm nhé. Xin chào cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn xỏ vò và bóng. Hôm nay của mình sẽ là vòng nước ổi. Bây giờ mình sẽ bắt đầu nhé. Mình xỏ màu xanh nha mọi người. Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của mình. Video này mình sẽ làm là video hướng dẫn cho tất cả các bạn cách tô màu. Nếu các bạn thấy video hay và ý nghĩa,
hãy cho mình xin được like và đăng ký kênh. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Làm chút chút tô mòi nha các bạn.